Chào các bạn nha. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2023. Hôm nay là ngày miền Bắc của chúng ta rất chi là rét. Từ đầu năm đến nay thì lần đầu tiên là miền Bắc của chúng ta rất chi là rét. Thì hôm nay sắp tối này em lên sóng em giới thiệu cho chúng ta một số sản phẩm của em. Đây là dàn ổ cứng laptop các bạn. Đấy. Rất nhiều à. Thì bác nào có nhu cầu mua hoặc nâng cấp hoặc là sửa chữa máy tính laptop thì liên hệ với em nha. Hoặc là thay thế các ổ cứng của laptop dùng lâu ngày bị hỏng thì các bác liên hệ bên em nha. Rồi em tư vấn và em thay thế cho. Đây là số điện thoại của em, Zalo của em là 0986 313064. Đây là kênh YouTube của em là Sĩ Phương Computer. Bác nào xem video của em thì cho em một nút like và một nút chia sẻ nhé. Đấy. Thì hôm nay em lên sóng cho chúng ta giới thiệu chúng ta một số sản phẩm của các loại ổ cứng laptop. Này, em có rất nhiều đây. Đấy. Thì đây là con ổ cứng laptop. Con này là 500G ổ WD. Đó. Con này là tốc độ truyền dữ liệu của nó là bao nhiêu nhỉ? Đây tốc độ truyền của nó đây. Nó chạy tốc độ là 5V. Đấy. RN là 800025. Con này sản xuất năm 2017. WD nhé. À, con thứ nhất. Con này cũng WD này, con này là 750G này. 750G. BPVPX. Con này cũng 5V. Tốc độ của nó là 771 933. Đó. Đây là series và năm sản xuất. Con này là 750 GB. Con này là hãng Hitachi. Đó. Con này cũng là 500 GB. HD 7K 570 500 GB. Tốc độ của nó là 72770. Chạy 5V 80A. Đấy. Con này là ổ Seagate. Seagate. Con này là 320G. Đấy. À, con này sản xuất năm 2010. Con này là ổ 160G, hãng WD. Con này là tốc độ là 31 235 1080. Đây là tốc độ series và số năm sản xuất modem của nó. Của cái ổ cứng này. Con này là ổ HGST. HGST. Con ổ này là ổ cũng 500G. Series của nó là 0J301 15. Đây là tốc độ tuần truyền. Đó. B 700 MA DC. HHD là Z 5K 500. Đó. Con này là OWD. Cũng 500 GB. Cũng như mấy con tương tự mấy con này thôi.
Con này là ổ Hitachi. Con này là ổ 500G. Đấy. Đây là series và mã sản phẩm. Con này là ổ Hitachi. Ổ này ổ 250G. Đây, đây là series của nó. Con ổ này là ổ Seagate 1T. Dung lượng của nó là 1T. 1T nha. Này, 1T này. Màu đen 2D 1T này. Đấy. Nhìn rất mơ các bạn nha. 1T. Con này là ổ Seagate 320G. Con này là ổ 640G. Ổ này là WD. Đây là series và tốc độ quạt, tốc độ xử lý của ứng. Con này là ổ Seagate. Con này là ổ 500G. Đây là dung lượng và tốc độ xử lý, hãng sản xuất, series. Trong các ổ cứng thì ổ Seagate nó có thương hiệu đó các bạn nha. Con này ổ Hitachi. Đẹp nha. Ổ đang gần như mới các bạn nha. Con này là 1T chính kết. T nhìn nó rất mới. 1T. Đây thì em lên sóng thì chúng ta về một số loại ổ cứng, ổ cứng của laptop. Bác nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ với em bán cho rất rẻ. Hoặc là bác nào mà ổ cứng của laptop bị hỏng lại thì liên hệ với em thay thế và em sửa chữa cho nha, giá rất là rẻ nha. Một cái ổ 500 này chỉ có 250 thôi nha các bác nha, bảo hành 1 tháng nha. Còn ổ 1T này là 400 nha. Rẻ, bảo hành 6 tháng. Còn ổ 750G bảo 350. Bác nào có nhu cầu mua ổ cứng hoặc nâng cấp ổ cứng cho laptop thì liên hệ bên em nha. Theo số điện thoại Zalo là 0986 313064. Hoặc là các bác vào xem trang YouTube của em là Sĩ Phương Computer. Hãy liên hệ với em và cho em một nút like và một nút chia sẻ nha. Chúc các bác một đêm đầy trọn hạnh phúc bên gia đình và bên người thân nha. Hẹn gặp lại các bác sau video sau. Bye bye.